Nói cho dễ hiểu thì trong bộ này chúng ta sẽ có cơ hội sở hữu các phiên bản cực kỳ hiếm của em Demon đã được ra mắt rất là lâu trước đó rồi mọi người. Mọi người ơi, không hiểu sao bên trong cái hộp của em này á lại có mùi nhựa rất là nồng nặc luôn nha. Mọi người nhìn cái độ chuyển màu ở trên tóc từ màu xanh đậm sang màu xanh nhạt nè. Rồi cả đôi cánh và cả cái đuôi cũng vậy luôn. Đến cả cái sừng phía trước từ màu xanh chuyển dần sang màu cam nhìn rất là bắt mắt luôn ha mọi người. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Tea Time, mình là Tea đây. Thì như đã nói trước đó, trong video ngày hôm nay thì mời mọi người cùng với Tea unbox bộ đồ chơi mới nhất của mấy em Demo có tên là Demo Retro. Mà khoan đã nha mọi người, đợi Tea khui cái thùng này ra đã. Ok ok. Bên trong sẽ được bảo vệ rất là tốt luôn nha mọi người. Đây, rất là nhiều mấy cái bọc xốp luôn. Wow mọi người ơi, ngoài bộ đồ chơi của em Demo ra thì Tea còn được tặng kèm thêm một em bất kỳ nữa mọi người, nhìn rất là dễ thương luôn. Em này thì Tea thấy ở trên AliExpress khá là lâu rồi, nhưng mà do giá khá là cao cho nên là Tea không có mua mọi người ơi. Nhưng mà ai dè cuối cùng chúng ta lại được em nó free luôn ha. Ở phiên bản này thì em nó có tên đầy đủ là Bucky Hula Hoop Baby, có nghĩa là cái vòng dùng để lắc eo á mọi người. Thì vẫn như mọi lần thôi, cái bao bì của em Bucky nhìn khá là bánh bèo và dễ thương ha mọi người, với hai tông màu chủ đạo là màu hồng và màu xanh nước biển. Ok, bây giờ thì sẽ unbox cái hộp này ra và review sơ sơ em nó cho mọi người, sau đó thì chúng ta quay trở lại với bộ demo luôn ha. Ok em nó đây mọi người ơi, thì ở bên trong á chúng ta sẽ có một em Bucky và một cái phụ kiện đi kèm là một cái vòng ha. Thì ở trên cái vòng này nó sẽ có một cái nấc nhỏ xíu ngay chỗ này nè, chúng ta sẽ gắn ở phía sau lưng của em Bucky ha mọi người. Ok, để Tea coi coi. Oh actually thì cái vòng này có đến hai cái nấc lận nha mọi người, một cái nấc để chúng ta gắn ở phía sau lưng của em Bucky và một cái nấc nhỏ xíu ngay chỗ này nè. Đó, chúng ta sẽ gắn vào tay của em Bucky nha. Em này cũng sẽ đi kèm với một cái đế, nhưng mà họ đã gắn sẵn vào cho chúng ta rồi mọi người. Nhưng mà chúng ta vẫn phải gỡ ra để lấy cái bọc ni lông dưới ra ha. Và gắn lại rất là dễ dàng và chắc chắn luôn. Ấn tượng đầu tiên của Tea đó chính là em này khá là nặng nha mọi người. Và vẫn như cái thiết kế từ trước tới giờ, em Bucky của chúng ta nhìn rất là tròn trịa và dễ thương luôn. Ở phía sau của em nó sẽ có một cái đuôi tròn tròn chỗ này nè mọi người. Ok, ở trên đầu sẽ có hai cái lỗ tai nữa ha. Nói chung á thì Tea thấy mấy cái phiên bản như thế này của em Bucky nhìn cũng khá là bình thường thôi mọi người. Nhiều khi mấy cái phiên bản Lightbox á thì có thiết kế còn đẹp hơn nữa. Nhưng mà được cái mấy cái em này thì sẽ có một cái bao bì riêng biệt như thế này, cho nên là nhìn cũng khá là đặc biệt ha. Quay trở lại với em nhân vật chính ngày hôm nay của chúng ta. Đầu tiên á thì Tea sẽ tháo cái bọc này ra để cho nó đỡ bị chói sáng nha. Thì bộ đồ chơi lần này của mấy em Demo sẽ hơi khác biệt hơn một tí xíu. Đó là thay vì tất cả 12 em sẽ có thiết kế đồng bộ về một câu chuyện hay là một chủ đề chung giống như là các bộ trước đó, ví dụ như là đi hẹn hò nè, đi khám phá vũ trụ hay là đi du lịch, thì đa số thiết kế của mấy em trong bộ này sẽ không có dính líu gì đến nhau nha mọi người. Nói cho dễ hiểu thì trong bộ này chúng ta sẽ có cơ hội sở hữu các phiên bản cực kỳ hiếm của em Demo đã được ra mắt rất là lâu trước đó rồi mọi người. Nhưng mà thay vì có kích thước to như ở các phiên bản gốc đó thì chúng ta sẽ có các em nó ở kích thước 100%. Bộ này thì sẽ có giá cao hơn bình thường một tí xíu mọi người ơi. Tại vì thì nghe đồn là mấy em nó sẽ có kích thước bự hơn thì phải. Vậy nên là chúng ta cùng nhau unbox để xem có đúng là như vậy không nhá. Ok, cùng đến với hộp đầu tiên luôn mọi người ơi. Wow, mọi người ơi, em đầu tiên của chúng ta nhìn rất là đẹp luôn. Chúng ta sẽ có một em Demo đang cosplay thành một chú nai nhá. Ở trên đầu của em nó nè, sẽ có hai cái sừng của một con nai nhìn rất là dễ thương luôn. Ở phía sau của em nó cũng sẽ có một cái đuôi nhìn khá là dễ thương đây nè. Ở ngay cổ của em nó sẽ có một cái bọc như thế này. Chúng ta sẽ gỡ cái đầu ra và lấy nó ra ha. Wow, cái khớp đầu khá là chắc á. Ok, khuôn mặt của em Demo này rất là dễ thương luôn nha mọi người. Mọi người nhìn hai cái má hồng nè, rồi thêm một cái hồng ngay chỗ lỗ mũi, rồi mấy cái tàn nhang nữa ha. Ngoài ra thì ở trên tóc và ở trên quần của em Demo sẽ có rất là nhiều cái hình bông tuyết nè. Chính xác thì em nó có tên là Elk, có nghĩa là nai sừng tắm nha mọi người. Thiết kế thẻ tên của bộ đồ chơi lần này cũng rất là đơn giản, y chang như là cái bao bì bên ngoài luôn nha mọi người. Bộ này cũng sẽ đặc biệt hơn các bộ trước đó, đó là có đến tận 3 em siêu hiếm luôn nha mọi người.
Trong đó thì em Daytime và em Dark Knight sẽ có tỷ lệ xuất hiện là 1 trên 144 hộp Lightbox. Còn em siêu siêu hiếm có tên là Dream World sẽ có tỷ lệ xuất hiện là 1 trên 288. Có nghĩa là hiếm gấp đôi hai cái em kia luôn nha mọi người. Nói chung ai mà mở ra em này á là coi như đã dùng hết may mắn của năm nay rồi đó mọi người. Nhưng mà Ti cảm giác cũng rất là xứng đáng mọi người ơi. Tại vì em nó quá là hiếm với lại nhìn rất rất là dễ thương luôn ha. Hy vọng là Ti có thể mở ra được em đó nha. Hộp tiếp theo luôn mọi người ơi. Em nào đây ta? Oh wow, mới có đụng vô nha mọi người. Ti tiểu kiểu Ti bị đứng hình lại liền luôn á. Tại vì sờ rất là đã luôn. Để coi coi em nào đây. Oh wow mọi người ơi, em này có một cái bề mặt rất là đã luôn nha. Đó là sẽ được làm bằng nhung. Wow, rất là mịn luôn. Ở trên tóc của em nó, đây nè mọi người. Wow, ở trên tóc và cả cái quần phía dưới nữa đều sẽ được phủ một lớp nhung rất rất là mịn luôn nha. Ok, lúc mà mọi người mới mở bọc ra thì nó sẽ hơi dơ một tí xíu, kiểu nó có mấy cái bụi bụi bay ra mọi người. Ngoài em này ra thì ở bên trong bọc chúng ta còn có một cái này để làm gì ta? Giống như là để cuốn xung quanh người em đó thì phải mọi người. Đây nè, nhìn rất rất là dễ thương luôn, nhìn giống như là mấy cái cục bông tuyết vậy đó ha. Và một cái giống như là sticker thì phải. Ủa mấy cái sticker để dán lên người em đó hay sao ta? Thì ở đây chúng ta sẽ có hình ngôi sao và hình trái tim với rất là nhiều màu sắc luôn ha. Mọi người ơi, khi mà nhìn vào thẻ tên của em này á thì chúng ta cũng sẽ biết được cách sử dụng mấy cái món đồ đó luôn ha. Mấy cái sticker thì chúng ta sẽ dán lên đầu của em đó. Còn cái dây băng á thì chúng ta sẽ cuốn xung quanh cổ dài xuống phía dưới người của em đó luôn. Và tên chính xác của em này là Snowball, có nghĩa là quả cầu tuyết. Đầu tiên là cái dây băng này thì mọi người sẽ cuốn xung quanh người của em đó. Kiểu theo sở thích của mọi người thôi, chứ không có cần giống y chang như hình ha. Đi coi coi. Vậy đi mọi người. Dây này khá là dài ha, chú Thanh Ti cũng biết cuốn sao cho nó hết nữa. Sao nhìn ở trên hình người ta cuốn đẹp lắm mà sao mình thì mình cuốn nhìn nó kỳ kỳ ta. A few moments later. Ok, và kết quả đây mọi người ơi, thì Ti sẽ cuốn xung quanh cổ của em nó, rồi cuốn thêm hai vòng ở phía dưới này, giống như là cái quần của em nó được làm bằng bông vậy đó ha. Nhìn đằng trước thì cũng khá là dễ thương, nhưng mà nhìn đằng sau nè mọi người ơi. Nó hơi kỳ kỳ ha. Còn mấy cái sticker thì mọi người cũng sẽ dán random luôn ha. Ok, Ti cũng mới sửa lại cái dây cuốn xung quanh người cho em nó nè mọi người. Nhìn có vẻ ổn hơn ha. Mấy cái sticker dán ở trên đầu của em nó nhìn rất rất là dễ thương luôn. Wow, em này có cái lớp sơn rất rất là đẹp luôn nha mọi người. Em nó sẽ có một cái màu xanh metallic rất rất là nổi bật luôn nha. Ngoài ra thì hình như là em nó có thiết kế giống như là một chú rồng vậy đó mọi người. Wow, ở trên đầu sẽ có hai cái sừng nè, ở phía sau sẽ có hai cái cánh và một cái đuôi. Mọi người nhìn cái độ chuyển màu ở trên tóc từ màu xanh đậm sang màu xanh nhạt nè, rồi cả đôi cánh và cả cái đuôi cũng vậy luôn. Đến cả cái sừng phía trước từ màu xanh chuyển dần sang màu cam, nhìn rất là bắt mắt luôn ha mọi người. Về kích thước của bộ này á thì cảm giác nó sẽ hơi bự hơn một tí xíu so với mấy cái bộ trước đó nha mọi người, nhưng mà bự hơn một tí xíu thôi. Còn về trọng lượng á thì Ti cảm giác hai em này cũng nặng gần gần bằng nhau thôi nha mọi người. Em này có tên là Little Green Dragon, có nghĩa là bé rồng xanh nha mọi người. Nhìn em này ở ngoài đời đẹp hơn ở trên hình rất rất là nhiều luôn. Đến với hộp thứ tư luôn mọi người ơi. Wow 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 wow. Em này cũng sẽ có một cái màu xanh tựa tựa như em rồng lúc nãy nha mọi người, nhưng mà chỉ là một cái màu xanh bình thường thôi chứ không có phải là metallic. Nhưng mà điểm đặc biệt nhất của em này đó chính là xung quanh cổ em nó có một cái vòng giống như vậy nè mọi người. Nhìn cái vòng ở cổ của em đó mọi người biết Ti nghĩ đến cái gì không? Nhìn giống như là cái đồ cuộc tóc của mẹ Ti á mọi người. Cái đồ cuộc tóc của mẹ Ti nó cũng kiểu kiểu giống như vậy nè. Đó, nhưng mà nó sẽ kiểu co giãn hơn ha. Còn cái này thì nó dính rất là chặt luôn. Thì nếu mà muốn gỡ cái này ra thì mọi người chỉ cần gỡ cái đầu của em nó ra nè. Đó, đây mọi người. Y chang cái đồ cuộc tóc luôn á. Do là mấy em trong bộ này có thể gỡ đầu ra được cho nên là mọi người có thể chơi cái trò này nè. Đó là mọi người có thể gỡ đầu của em này. Thì chúng ta sẽ có đầu của em Nai Sừng Tắm và người của em Joker. Nhìn cũng khá là hài ha mọi người. Em tiếp theo luôn mọi người ơi. Em này cũng rất rất là nặng nha. Ti cảm giác mấy em càng về sau thì càng nặng hay sao mọi người. Khuôn mặt của em này nhìn cực kỳ ấn tượng luôn nha. Đây là lần đầu tiên mà Ti thấy em đi bộ có một cái khuôn mặt kiểu không hung dữ như vậy luôn mọi người. Ngoài ra thì ở trên tóc của em nó ở ngay chỗ này cũng có một cái khuôn mặt nữa nè, nhìn giống như là của mấy con ác quỷ gì đó ha. Trời ơi, gì mà hung dữ dữ vậy ta.
Thì em này có thiết kế nhìn giống như là đang đâm bóc vậy mọi người. Boxing thì phải. Ok, cái tay của em nó cũng sẽ đeo hai cái bao tay nè. Nhìn hổ báo cáo trộm thật sự luôn mọi người. Ở trên mặt của em nó ở ngay chỗ này sẽ có một cái vết sẹo nè. Đó, cái vết sẹo ngay đây. Rồi trên người của em nó và cả ở phía sau lưng nữa ha. Cái bao tay của em này và cả cái quần của em nó sẽ có màu gold metallic cho nên là nhìn cực kỳ nổi bật luôn mọi người. Mới đầu nhìn ở trên hình á thì Ti cảm giác không có thích em này cho lắm. Nhưng mà ai dè nhìn ở ngoài đời rất là đẹp luôn. Với lại em này có cái lớp sơn hoàn thiện khá là tốt nha mọi người. Ti soi thì Ti thấy hầu như là không có lem hay là bị bất cứ một cái lỗi nào luôn á. Riêng Ti thì Ti thích mấy cái khuôn mặt kiểu xéo sắc với lại hung dữ như vậy của em Demo hơn là mấy cái khuôn mặt kiểu ngây thơ như vậy nè mọi người. Cảm giác cái kiểu ngây thơ này kiểu nó hơi vô hồn so với cái kiểu này ha. Ồ khoan đã nha mọi người, ở bên trong hộp của em đó. Ok, còn có một cái phụ kiện đi kèm nữa. À, trên đầu của em này còn có một cái nấc nhỏ xíu ở ngay chỗ này nè mọi người. Nhưng mà do cái tóc của em nó đen thui à cho nên là nãy giờ Ti cũng không có để ý nữa. Ok, thì cái vương miệng này chắc là chúng ta sẽ gắn vào cái nấc đó rồi. Oh wow, đã đẹp rồi mà còn gắn thêm cái vương miệng này nó nhìn xịn thật sự luôn. Ủa nhưng mà Ti nhớ boxing hay là đấm bóc giải thưởng nó là một cái dây đai cuốn xung quanh người mà phải không ta? Chứ ai mà như em đi mồ chơi nguyên một cái vương miệng như này luôn. Và em nó có tên chính xác là Rocky Overlord. Hộp thứ 6 luôn mọi người ơi, mới đây mà đã nửa bộ rồi. Ok ok, không nhìn thấy tên nha. Quay trở lại em này thì lại khá là nhẹ nha. Nãy giờ kiểu càng ngày càng nặng nhưng mà tự nhiên bóc ngay em này rất là nhẹ luôn. Ok, để coi coi em nào nha. Oh my god, cái gì đây trời. Nhưng mà đẹp dữ vậy ta. Ti phải công nhận một điều là cái bộ này nhìn ở trên hình nó cũng kiểu rất là bình thường luôn mọi người. Nhưng mà em đào nhìn ở ngoài cũng đẹp hơn trên hình rất là nhiều luôn ha. Đặc biệt là cái em này sẽ có hai cái sừng được làm từ nhựa trong suốt nha mọi người. Đây, sẽ được làm từ nhựa trong suốt, sau đó họ sẽ phun sơn màu đen và màu trắng ở phía dưới như thế này. Tạo ra một cái độ chuyển màu rất là đẹp luôn. Ở trên người của em đi một sẽ có rất là nhiều mấy cái họa tiết giống như là mấy cái hình xăm vậy đó ha. Wow, nhìn em nó kiểu bad boy thật sự luôn. Ở ngay bụng của em nó sẽ có chữ bad nè. Ở phía sau ở trên tóc sẽ có hình giống như là một con mắt vậy đó ha. Rồi phía dưới này sẽ có một cái đuôi giống như là ác quỷ vậy đó mọi người. Cái đôi mắt của em đi mồ này thì nhìn nó hơi vô hồn nhưng mà nhìn tổng thể nó lại rất là hợp nha. Tóc của em này không chỉ đơn giản là màu trắng thôi nha mọi người, mà còn được phủ một cái lớp sơn ánh nhũ nhìn rất là lấp lánh luôn. Không biết là nhìn qua video thì mọi người có thể thấy rõ không nữa, nhưng mà khi nhìn trực tiếp ở ngoài á, kiểu nhìn giống như là một viên ngọc trai vậy đó mọi người. Nhìn cái màu da của em này á, làm Ti nhớ tới một em Skullwanda mà Ti mở dạo gần đây, hình như là cũng có cái màu xanh xanh giống như vậy thì phải. Để Ti đi tìm thử coi nha mọi người. Thật ra thì cũng không giống nhau hoàn toàn nha mọi người. Da của em Skullwanda sẽ nghiêng về màu xanh lá cây, còn em Demo sẽ nghiêng về màu xanh nước biển. Nhưng mà nói chung nhìn màu da của hai em này á, rất là độc lạ luôn, Ti rất là thích ha. Và đúng như Ti đoán luôn mọi người ơi, em nó có tên là Devil, có nghĩa là ác quỷ. Nhưng mà ác quỷ này nhìn dễ thương quá à, chứ không có đáng sợ gì hết trơn mọi người. Hình như là em này, để coi. Em này có tên là Angel. Em này hình như là một cặp với em Devil lúc nãy nha mọi người. Nhìn em này rất là dễ thương luôn á mọi người. Nhưng mà khi nhìn hình ở trên mạng á mọi người thì Ti thấy em này dễ thương hơn em Devil lúc nãy. Nhưng mà thực tế ở ngoài đời thì Ti lại thấy cái em Devil kia nhìn nó ấn tượng hơn nha. Cái em này thì nhìn cũng rất là dễ thương nhưng mà cảm giác nó hơi đơn giản một tí xíu so với em Devil lúc nãy. Em này sẽ có tông màu chủ đạo là màu trắng và màu vàng. Ở trên đầu của em nó thay vì có hai cái sừng giống em Devil á thì em nó sẽ có hai cái đôi cánh ha. Một cái đôi cánh thôi mọi người. Chứ hai cái đôi cánh là ra bốn rồi. Sẽ có cái độ chuyển màu từ màu trắng sang màu vàng rất là mượt mà luôn. Ở trên đầu của em nó sẽ có mấy cái họa tiết giống như là ngôi sao, mặt trăng, mặt trời, vũ trụ các kiểu ha. Đây mọi người. Mắt của em đi màu sẽ có màu vàng và được sơn một cái lớp sơn bóng khá là dày ha mọi người. Nếu mà mọi người nhìn sơ qua thì sẽ nghĩ cái mắt này giống như là được sơn bằng một cái màu vàng metallic vậy đó. Nhưng mà thật sự là không phải nha. Chỉ là một cái màu vàng bình thường, sau đó họ sơn một cái lớp sơn bóng lên thôi. Nãy giờ Ti mới để ý thấy đó là cái tay của mấy em này có thể cử động lên xuống như vậy nha mọi người. Đó. Nhưng mà ở phiên bản 200% hoặc là phiên bản 400% ở sau lưng Ti thì cái tay á nó sẽ không có thể cử động được nha. Hèn gì mà em này lại nặng đến như vậy mọi người ơi. Đó là ngoài em đi mò ra thì chúng ta còn có một em giống như là một em hồng hạt hả ta? Hay nó chính xác hơn là một cái phao hình em hồng hạt nha.
Đó là lý do tại sao mà em này lại có trọng lượng rất rất là nặng luôn, cầm cực kỳ đã tay luôn. Em đi màu Devil lúc nãy của chúng ta sẽ có một cái làn da kiểu hơi xanh xanh tái tái một tí xíu. Còn cái em đi màu lần này sẽ có một cái màu, đây, một màu nâu bánh mật nhìn rất rất là cưng luôn. Và toàn bộ cơ thể của em đi màu sẽ có một cái lớp sơn ánh nhũ nhưng mà rất rất là nhẹ luôn mọi người. Tí sợ là nhìn qua video thì mọi người sẽ không có thấy rõ. Cái bộ đồ chơi này thì tí cảm giác nếu mà mọi người nhìn qua video hay là nhìn hình á thì sẽ không có đẹp bằng khi mà mọi người cầm ở trên tay đâu nha. Cho nên là nếu mà có cơ hội á thì mọi người hãy mua cái bộ này đi, tại vì cầm ở trên tay rất rất là đã và đẹp luôn. Cầm cái em này một hồi mỏi tay thật sự luôn mọi người. Tí cảm giác là em nó còn nặng hơn cả cái phiên bản 200% này nữa. Ok, và em nó có tên chính xác là Flamingo, có nghĩa là chim hồng hạc. Em tiếp theo là em nào đây mọi người ơi? 1, 2, 3. Ok, không phải là em Spirit rồi mọi người ơi. Nhìn nó hơi đơn giản một tí xíu mọi người. Để tôi coi coi. Ok, ở trong hộp á sẽ còn một cái phụ kiện đi kèm nữa. Đó là một cái lỗ tai hả ta? Thì cái lỗ tai này á sẽ được đựng ở trong một cái kiểu một cái miếng nhựa như vậy nè mọi người. Đó. Để cho tránh trường hợp cái lỗ tai này nó bị gãy ha. Ok, và ở phía dưới cái lỗ tai này mọi người sẽ thấy nó có hai cái cục 500 nè. Chúng ta sẽ gắn lên đầu của em đi mò đúng không ta? Ok, đây. Đây mọi người. Cái... Không hiểu sao video nào thì cũng làm rớt đồ hết trơn mọi người. Thì cái 500 này nó sẽ không có được chặt lắm nha mọi người. Chỉ đủ mạnh để cố định cái lỗ tai để trên đầu thôi. Nếu mà mọi người nghiêng nhẹ một tí xíu, đó là nó sẽ rớt ra luôn. Ok, và đây là tổng thể của em đi màu tiếp theo của chúng ta nè mọi người. Ở phía dưới của em nó sẽ mặc một cái bộ giống như là đồ ngủ vậy đó, có màu hồng. Và ở phía sau sẽ có một cái đuôi thỏ nhìn nè. Đó, rất là bồng bềnh luôn ha. Ở trên đầu của em nó sẽ có một cái băng đô, có hai cái lỗ tai thỏ. Mắt của em nó thì kiểu đang nhắm lại giống như là liêm diêm, giống như chuẩn bị đi ngủ vậy đó mọi người. Theo tôi thấy thì em này có lẽ là em mà có thiết kế nhìn đơn giản nhất từ nãy tới giờ luôn mọi người. Ngoại trừ cái lỗ tai có 500 ra thì mấy cái điểm khác cũng không có gì đặc biệt cho lắm ha. Và em nó có tên chính xác là Bertramus Rabbit, có nghĩa là bé thỏ đồ ngủ. Ok mọi người ơi, lúc mà mới mở ra em này á, tôi kiểu bị đứng hình luôn. Tại vì tôi cứ tưởng là bị trùng không à. Tại vì em này á có thiết kế y chang như cái em boxing lúc nãy luôn ha. Nhưng mà sẽ là một cái phiên bản màu khác. Em lúc nãy á thì sẽ có một cái mái tóc màu đen. Còn em này thì sẽ có một cái mái tóc màu xám metallic nhìn rất là nổi bật. Còn trang phục thay vì có màu vàng gold giống như em này, thì em này sẽ có một cái màu đỏ nhìn cũng nổi bật không kém nha mọi người. Nhưng mà nhìn khuôn mặt của em này á, không có đẹp bằng khuôn mặt của em này mọi người ơi. Nhìn em này rất rất là thần thái luôn ha. Còn nhìn khuôn mặt của em này thì kiểu cảm giác hơi ngây thơ một tí xíu. Tí cảm giác giống như là cái em này đã vào nghề rất là lâu rồi, cho nên là cái khuôn mặt kiểu trải đời ấy mọi người. Còn khuôn mặt của em này thì kiểu còn ngây thơ giống như là người mới vào nghề vậy đó ha. Chỉ mới có bị thưa ở trên mặt một tí xíu, cho nên là đang dán một cái băng cá nhân nè. Còn em này thì sẹo xung quanh người luôn. Em nó cũng sẽ đi kèm với một cái phụ kiện là cái vương miệng luôn mọi người. Nhìn tổng thể thì em này cũng khá là đẹp, nhưng mà tôi thích cái phiên bản lúc nãy hơn ha. Em lúc nãy có tên là Rocky Overlord, còn em này có tên là Rocky King nha mọi người. Mặc dù là nãy giờ vẫn chưa có một cái dấu hiệu nào cho thấy là chúng ta sẽ mở ra được em series hết trơn mọi người, nhưng mà tôi thấy mấy cái em phiên bản thường này á rất là đẹp luôn. Kiểu tôi cảm giác không có muốn miss em nào hết trơn á. Cho nên là ngày hôm nay nếu mà được em siêu hiếm á thì sẽ rất là vui, còn nếu không á thì cũng không sao hết trơn mọi người, tại vì em nào cũng xứng đáng hết trơn á. Mọi người ơi, không hiểu sao bên trong cái hộp của em này á lại có mùi nhựa rất rất là nồng nặc luôn nha. Tuy để phía dưới này mà cái mùi nó kiểu nó sọc thẳng lên mũi Ti luôn á. Ok thì cũng không sao. Thì đây cũng không phải là lần đầu tiên Ti gặp cái trường hợp như thế này. Lúc mà Ti mua mấy em Actoy mà kiểu xinh xịn bự bự mọi người, thì lúc mà mở hộp ra thì mấy em nó đều sẽ có một cái mùi đặc trưng là một cái mùi sơn hơi hôi hôi một tí xíu mọi người. Ok mọi người ơi, lúc này chúng ta đã có một bé thỏ và một bé chim hồng hạc rồi. Thì lần này chúng ta sẽ có một em chim cú nha. Đây mọi người ơi, mái tóc của em đi mờ sẽ có thiết kế giống như là một em chim cú vậy đó. Em này hình như là bị một cái lỗ sơn nho nhỏ ngay chỗ này nè mọi người. Bên này thì bị chóc một tí xíu à, còn bên này thì bị chóc nhiều hơn ha. Em cú này mặc dù có một cái thiết kế khá là đơn giản, đó là ở trên tóc của em nó sẽ có một khuôn mặt của em chim cú nè. Hai bên này sẽ có một cái họa tiết giống như là một cái đôi cánh vậy đó ha. Nhưng mà có một cái điểm đặc biệt, đó là em này nè, ở phía trước của em này sẽ được phủ một cái lớp sơn tuyến tuyến nhìn rất rất là nổi bật và đẹp luôn mọi người. Nhìn cực kỳ lấp lánh luôn ha. Đặc biệt là cái khuôn mặt của em đi màu nè. Cái mắt á thì kiểu xéo sắc lên nhìn khá là thần thái ha. Và em nó có tên chính xác là Snowy Owl, có nghĩa là chim cú tuyết. Ok, cùng đến với hộp cuối cùng ngày hôm nay của chúng ta luôn mọi người ơi. Em này thì Ti đã để ý rất rất là lâu từ lúc mà mới giới thiệu cái bộ đồ chơi này rồi mọi người.
Tại vì á, cái tóc của em nó nè sẽ được làm từ một cái nhựa đục trong suốt, nhìn rất rất là đẹp luôn. Sẽ có một cái màu nhìn giống như là một ngọn lửa vậy đó mọi người. Đó là sẽ vàng vàng cam cam ha, chứ không phải là một màu cam duy nhất đâu mọi người. Khuôn mặt ở trên tóc của em đó thì nhìn giống như là khuôn mặt ở trên mấy cái quả bí ngô Halloween vậy đó ha mọi người. Ở trên đầu của em nó sẽ đội một cái nón giống như là của mấy ảo thuật gia hả ta. Nhìn em này thì cảm giác rất là hợp với cái em Joker lúc nãy luôn ha mọi người. Cảm giác giống như là cả hai em nó đều đến từ một cái rạp xiếc nào đó vậy đó. Và đúng như Ti dự đoán, em nó có tên là Magician, có nghĩa là nhà ảo thuật. Ok mọi người ơi, vậy là Ti đã unbox xong hết 12 em demo trong bộ demo retro ngày hôm nay rồi. Hiện tại thì Ti không biết là mấy cái phiên bản gốc của mấy em này còn bán không mọi người. Nhưng mà hôm trước Ti thấy á, phiên bản gốc của em Little Green Dragon ở trên AliExpress có giá lên đến 2.000 đô luôn nha mọi người. Rất rất là mắc luôn. Còn mấy cái phiên bản kia thì hình như là tuyệt chủng luôn rồi mọi người. Ti không có thấy ở đâu bán nữa hết trơn á. Nói chung là theo cảm nhận của Ti thì bộ đồ chơi ngày hôm nay nếu mà mọi người để chung lại với nhau như thế này á thì nhìn nó sẽ không có được đẹp cho lắm. Cảm giác kiểu nó không có ăn nhập gì với nhau mọi người. Nhưng nếu mà mọi người để riêng lẻ từng em á thì sẽ nhìn rất rất là đẹp nhá. Và trong 12 em ngày hôm nay, em mà Ti thích nhất đó chính là em Devo, nhìn rất là ngầu lòi. Rồi cả em Angel nhìn cũng rất là dễ thương nữa. Và cả em Snowball có thiết kế rất là hay luôn mọi người, kiểu có mấy cái sticker dán dán lên lần đầu tiên mà Ti thấy luôn. Và cả em Little Green Dragon cũng rất là đẹp đó mọi người ơi. Nói chung á là em nào trong bộ này cũng đẹp hết trơn á. Rất rất là khó để chọn luôn. Cho nên là cứ coi như là Ti thích hết 12 em đi ha. Vậy còn mọi người, đâu là em mà mọi người thích nhất? Hãy để lại bình luận phía dưới nói cho Ti biết nhé. Ti hy vọng là ở tương lai thì Bóng Mò sẽ tiếp tục cho ra mắt bộ Demo Retro 2. Tại vì á còn rất là nhiều phiên bản hiếm khác của em Demo mà Ti và mọi người thích. Biết đâu ở cái bộ tiếp theo thì chúng ta sẽ có cơ hội sở hữu mấy em đó đúng không mọi người? Cho nên là lót dép hóng nha. À mọi người ơi, không biết á là mọi người có còn nhớ bộ đồ chơi của em Sigga mà Ti đã review cách đây khá là lâu rồi không ta? Ti rất rất là thích em đó luôn mọi người. Và sau bao nhiêu ngày chờ đợi thì cuối cùng em nó cũng đã ra mắt bộ mới với chủ đề về động vật, nhìn cực kỳ keo luôn. Hình như là em nó được mở bán vào giữa tháng 6 này mọi người. Cho nên rất có thể là cuối tháng 6 này em nó sẽ được gửi đến cho Ti nha. Khi nào mà Ti có em nó trên tay á thì Ti sẽ lên video review liền nhá. Vậy nên nếu ai là fan của em Sigga thì đừng quên đăng ký kênh cũng như là bật chuông thông báo để không bỏ lỡ video đó nha. Ngoài ra nếu mà thích video ngày hôm nay thì hãy cho Ti một like một share vì đây sẽ động lực rất là lớn để Ti tiếp tục cho ra mắt nhiều video mới thú vị hơn nữa. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp mọi người ở video tiếp theo nha. Bye bye.